Sau một năm hẹn hò, Harry Won và Trấn Thành quyết định tổ chức đám cưới. Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12, tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Nhất, với số lượng khách mời hạn chế 300 khách đều là người thân thiết với cô dâu chú rể. Trong số khách mời, Mai Hồ, người yêu cũ của Trấn Thành đã công khai khai nhận thiệp mời và cho biết sẽ đến dự chúc phúc cho anh. Điều mọi người thắc mắc, mối tình 8 năm của Harry Won, Đinh Tiến Đạt có tham dự liên lạc với nam rapper, anh từ chối một câu hỏi liên quan đến Harry Won. Theo anh, chuyện quá khứ đã qua, anh không muốn nhắc lại, cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến người yêu cũ. Trả lời câu hỏi về việc có dự đám cưới của Harry Won, Tiến Đạt cho biết, tôi không dự được vì hôm nay gia đình tôi cũng tổ chức đám cưới cho em gái. Trước đây, Harry Won và Tiến Đạt là một cặp đẹp đôi của showbiz với nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, sau khi cô và Trấn Thành hợp tác trong phim Bệnh viện Ma thì nảy sinh tình cảm. Sau khi chia tay Harry Won, Tiến Đạt vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp của showbiz như người mẫu Mâu Thủy, ca sĩ Minh Thư và gần đây là Milan Phạm. Tuy nhiên, anh khẳng định không phải là người yêu nhanh, dễ dàng quen ai đó. Đối với Harry Won, anh vẫn coi cô như là một thành viên của gia đình, vẫn chia sẻ khi cô gặp chuyện không may. Mối quan tâm lớn của Tiến Đạt ở thời điểm hiện tại là âm nhạc và kinh doanh.